Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Nguyễn Văn Quyết là một trong những tiền đạo hay nhất. Điều này không phải bàn cãi khi anh sở hữu rất nhiều danh hiệu danh giá như 5 lần vô địch V-League, 2 lần đoạt quả bóng vàng và vô số dấu ấn khác. Tại đấu trường V-League, anh cùng đàn anh Công Vinh trở thành những chân sút nổi xuất sắc nhất lịch sử với 116 bàn thắng và vẫn chưa dừng lại. Thế nên, khi huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập cầu thủ sinh năm 1991 lên tuyển ở đợt tập trung tháng 10 này, không có nhiều người bất ngờ. Hãy nhìn cách giới chuyên môn nói về Văn Quyết. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho hay, Văn Quyết rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam. Cậu ấy đã kiên trì và không bao giờ nản lòng. Nhiều cầu thủ khác có thể đã chán nản khi không được gọi lên tuyển, nhưng Văn Quyết vẫn duy trì sự kiên nhẫn trong từng trận đấu ở câu lạc bộ. Cậu ấy cũng đã thể hiện được phong độ tốt và việc được triệu tập lên là hoàn toàn hợp lý. Là đồng đội ở cả câu lạc bộ Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia, Đỗ Hùng Dũng nói rằng Văn Quyết ít khi chia sẻ trên truyền thông nhưng nỗ lực của anh ấy được thể hiện ở trên sân bóng. Để duy trì được phong độ trong hơn 10 năm như vậy thực sự là rất khó. Với một cầu thủ luôn cần cù đóng góp cho Hà Nội FC được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng, Văn Quyết đúng là một hình mẫu cho tất cả các cầu thủ ở Việt Nam. Mọi người nhìn vào để xem anh ấy duy trì phong độ như thế nào, tiếp tục tiến bộ phát triển bản thân ra sao, dù tuổi tác thì cũng đã khá lớn rồi. Tôi nghĩ ai cũng vậy, đều phải mòn mỏi chờ cơ hội thể hiện bản thân. Quan trọng là khi cơ hội đến, mình nắm bắt như thế nào. Tôi nghĩ không chỉ tôi, Văn Quyết mà là tất cả những cầu thủ khác đều luôn duy trì, giữ lửa, giữ đam mê và khát khao lên tuyển. Tất cả đó khắc họa năng lực của cầu thủ 33 tuổi này. Thế nhưng Văn Quyết lại có những thống kê hết sức ngỡ ngàng. Anh đã hay trong màu áo câu lạc bộ bao nhiêu thì lại tỷ lệ nghịch trong màu áo đội tuyển quốc gia bấy nhiêu. Lên tuyển vào năm 2011, từ lúc mới 20 tuổi, Văn Quyết đã có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 16 bàn thắng. Dù vậy, chưa bao giờ Văn Quyết được xem là trụ cột, thậm chí là nhiều đời huấn luyện viên, cách chơi của anh còn được cho là không phù hợp. Chính vì thế, Quyết rừng luôn khá vô duyên với mỗi lần lên tuyển, và điều này còn thể hiện thông qua thống kê bàn thắng. Văn Quyết có 16 bàn, nhưng 9 bàn thắng lại đến từ các trận đấu giao hữu. Chỉ 7 pha lập công anh có được ở các giải đấu chính. Quyết đá 8 trận AFF Cup, có 4 bàn thắng, nhưng bàn gần nhất vào lưới Indonesia đã đến cách đây 8 năm. 3 bàn còn lại đến từ vòng loại World Cup và Asian Cup, 2 trong số đó ghi vào lưới Campuchia, bàn còn lại nã tung lưới Macau. Lần gần nhất Văn Quyết ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ một sân chơi chính thức, đó là pha lập công vào lưới đội tuyển Campuchia ngày 10 tháng 10 năm 2017 khi Việt Nam đại thắng Campuchia 5-0 ở vòng loại Asian Cup 2019. Từ đó đến nay, Văn Quyết ghi thêm 3 bàn nhưng đều thuộc các trận giao hữu quốc tế. Rõ ràng, những con số biết nói đã đặt ra nghịch lý tìm lời giải xuyên suốt hơn một thập niên qua về ngôi sao của câu lạc bộ Hà Nội. Lúc này, nhiệm vụ đó sẽ giao phó đến tay của huấn luyện viên Kim Sang-sik, người cũng mới chỉ có lần đầu tiên làm việc cùng Văn Quyết. Ông không có quá nhiều sự thay đổi về nhân sự trên đội tuyển và bản thân Văn Quyết cũng đã quá quen với các đồng đội. Tuy vậy, làm sao để phát huy hết khả năng của tiền đạo này ở giai đoạn xế chiều là không hề đơn giản. Văn Quyết vẫn hay, vẫn đẳng cấp, nhưng để giải mã tất cả những gì hay nhất của Quyết rừng thì người hâm mộ sẽ phải chờ đợi vào khả năng của huấn luyện viên Kim Sang-sik.